Tự nhiên em xin chúc tất cả các anh em càng thủ đam mê câu cá tìm tổ quốc một năm mới an lành và hạnh phúc, đặc biệt là lên thật là nhiều hàng nha anh em. Rồi vô vấn đề chính thì hôm nay em sẽ lên cho anh em tổng cộng là sáu cây cần. Máy câu thì anh em có thể thấy có hàng lùa có và hàng đánh bạo lực có. Cần thì đặc biệt có hai cây phen lá rất là ok nha anh em. Rồi đến vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán nếu hàng lỗi mà không giống clip á thì em nhận lại. Đặc biệt clip này em bao ship hết nha. Rồi cảm ơn anh em. Rồi để làm máy thứ nhất cho anh em tham khảo. Máy thứ nhất là một con máy Adnet nha anh em. Máy Adnet 9000 thì con này thì nó vẫn có sức dâm nhẹ nha anh em. Đó. Đây, mũi ăn nhẹ trong đây tí. Nói chung thì ngoại hình còn khá là ok nha anh em. Đó, vẫn có sức dâm nhẹ nha. Đó. Con này thì hàng quá thương hiệu rồi, nhông sẽ nhờ là nhông đồng thao. Đó, hàng Adnet 9000. Con này thì quạt cộng chân chu, không lỗi lầm gì hết. Máy có phá âm, đổi trái phải bình thường. Con lăng thì sẽ là con găng chống gói cước cho anh em. Lăng quẳng lăng nha. Đó, test cho anh em xem luôn. Mô bin thì mô bin sống, cốt là cốt to. Con này xây gơ vào tầm khoảng 12.000 nha anh em. Cốt to và rộng chân chu nha, không lỗi lầm. Con này thì nó xây cước nó rất là cao nha anh em. Cước 20 vô được 120-125m, cước 18 vô được 140m. Đó. Xây con này ra tầm khoảng 12.000 nha anh em, 12-14.000. Tiếng kêu côn nó rất là đã nha anh em. Đó. Hoạt động thì chân chu, hàng nội địa Nhật nha anh em, xe ben. Con này nhông đồng thao khỏi bàn, chạy 3 mặt đạn nha anh em. Con này thì thích hợp cho anh em săn hàng thôi, đánh bông lau, câu biển, câu đáy, đó, cảo hàng. Rồi, giá con thứ nhất giá là 2.2 triệu nha anh em, 2.2 triệu bao ship. Tiếp theo con máy số 2, con máy số 2 sẽ là một con kit nha anh em. Con này là một con kit farm 3.000. Máy ngoại hình còn rất là mới nha anh em. Đó. Thì em bán máy thì cố gắng soi kỹ cho anh em xem. Tất cả là hàng nguyên zin hết, không sơn lại luôn. Hàng còn rất là mới nha nè, mới đẹp. Con lăng hiệu ok. Hàng nổ mới ra tầm khoảng 90-95% nha nè. Thì máy này thì em bán sẽ tặng dây be theo nồi luôn. Đó. Dây be còn rất là mới nè. Đó. Con này thì xây 3.000, máy của Thái Lan nha nè. Đó, máy 3.000, máy của Thái Lan. Hoạt động thì chân chu, im là thì thầm luôn á. Máy thì đổi tay trái phải bình thường. Con này xây kit 3.000 thì xây nó rơi vào tầm khoảng 4.000 nha anh em. Cước 4 được 150m. Xây rơi tầm khoảng 4.000 của Shimano nha anh em. Đó, hoạt động nè, im thì thầm luôn. Máy hỗ trợ ABS, cốt thì cốt to. Đó. Máy còn rất là đẹp nha anh em. Mấy con này anh em đánh lục đầu cần, về đánh lục đầu cần đi lùa lóc quá ok rồi. Rất là mới nha anh em. Còn cát trong đây luôn nè. Đó, hoạt động đây. Rồi giá công khai con máy số 2, máy số 2 giá 2.000.000 nha anh em. Đó, 2.000.000 bao ship nha anh em. Đó, clip này là em bao ship hết. Chiếc này vô vậy. Để gước ok nha anh em. Đó, rồi máy số 2 2.000.000. Tiếp theo sẽ là con máy số 3. Con máy số 3 em lên cho mọi người là một con máy emblem. Máy này máy có nông nha anh em. Máy có nông. Con này xây tương đương với gơ tầm khoảng 8.000 nha anh em, cước 8 đến được 150m. Đó. Cước 8 đến được 150m, cước 7 được 170m. Đó, xây gơ tầm khoảng 8.000 của Shimano. Đó, lấy cước ok, hoạt động chân chu nha anh em. Con này hàng mới Insurben nha. Đây.
Ngoại hình tổng thể thì nó có xuất sắc cho anh em, nó vẫn có xuất sắc. Con này thích hợp cho anh em đánh lục thôi, đánh lục đánh giặc bờ biển nhá, săn hàng. Những dòng máy bãi này nè nó rất là bền nha anh em, trâu bò luôn. Đó. Đó cứ ok, con lăn thì vẫn lăn nha anh em. Đó. Con máy thì test con lăn cho anh em xem luôn. Ngoại hình như anh em đã thấy. Rồi, con máy số 3, máy số 3 giá là 1 triệu nha anh em. Máy số 3 giá 1 triệu bao ship. Tiếp theo sẽ là con máy số 5. Con máy số 5 là một con máy hàng Olympus nha anh em. Hàng Olympus Zoom 93. Con này mới xe ben nha anh em. Đó. Con này thì con lăn chống cái cước trợ lực đó. Lăn quẳng lăn nha anh em. Mô bin là mô bin sóng. Đó. Cốp là cốp trợ lực nha anh em, nó thích hợp vô đây luôn. Đó. Máy thì xây nó gơ bự, gơ tầm khoảng 12.000 anh em. Khá là bự đó, để hai con song song nó khá là bự. Ngoại hình còn khá là ok. Đó. Xuất sắc một điểm ít thôi. Máy này là máy quay chỉ quay tay phải thôi nha anh em. Đó, máy chuyên quay tay phải thì nó quay tay phải. Máy hoạt động này khỏi bàn rồi. Đó. Quay ngược được. Quay ngược quay tới ok hết. Lấy cước thì ok luôn. Lấy cước mà gầm gầm luôn á. Rồi, con máy số 4. Máy số 4 có giá là 450k nha anh em. Đó, chỉ quay tay phải thôi nha. Con này chuyên cho anh em đi săn hàng này. Đánh bầu lực, đánh cá ngát, cá cha, đánh ba sa, đó, cạo biển. Đây, tiếp theo sẽ là con máy số 5. Con máy số 5 là một con máy ST1500DX. Con này hàng của Seben nha anh em. Đó. Hàng máy bãi này thì ngoại hình nó còn như thế này thì rất là ok nha anh em. Đó. Bán hàng thì gắng cố gắng show cho anh em coi luôn. Rất là ok nha anh em. Con lăn vẫn còn lăn nha anh em. Bán máy chịu khó test cái này cho anh em luôn, làm cho anh em về anh em đánh im mượt. Máy hoạt động chân chu rồi, khỏi bàn. Quay ngược tới ok hết. Tay quay ship lại cũng ok luôn. Con này thích hợp cho anh em vừa đánh cá cha, đánh cá cha săn hàng. Đó, đánh cá cha, đánh chê, đánh chim. Đó. Câu chép cũng rất là ok anh em. Dạng này câu là khỏi sợ luôn á. Đập phá gì ok hết. Rất là bền nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 5, giá là 350k nha anh em. Rồi, tiếp theo sẽ là con máy số 6. Con máy số 6 là một con hàng của Abu nha anh em. Abu. Hàng này được sản xuất tại Japan. Đây nó đóng cái chữ cái tem Japan thì nó Japan thôi. Đó. Con này có xe tương đương tầm khoảng 3.500. 3.500 4.000 nha anh em. Máy hoạt động ok. Con này thích hợp cho anh em câu cha, câu chép, câu chê. Đó, câu lăn xê nha anh em, đánh lăn xê, câu tôm. Rất là ok nha. Hoạt động rất là mượt. Con này anh em bảo là con hộp vịt đó. Tem đây. Rất là ok nha anh em, mua bên sống. Con lăn thì vẫn lăn nha anh em. Đó. Hoạt động này khỏi bàn. Lấy cước ok. Rồi, giá công khai nha anh em, giá công khai con máy số 6 giá vẫn là 350k nha anh em. Đó. Rồi, tiếp theo xem qua cần nha anh em. Tiếp theo sẽ lên cần nha anh em. Cần thì cây cần em lên cây đầu tiên mã số 7. Đó. Cây này là cây của NFT nha anh em, phôi là phôi NFT. Phôi carbon hay da nha anh em. Đó. Cây này thì bass là bass Fuji, fan là fan Fuji dạ quang biển nha anh em. Đó. Rất là ngầu nha. Cây
cây này là một cây ISO phen lớn, ISO biển nha anh em. Cây này đọt số 3, dài 4m2. Đó, có tổng cộng là 6 lóng. Nặng là 580 g. Thu gọn là 86 cm, đọt là 2.6 nha anh em. Độ cứng tầm khoảng 80 á. Rất là ok nha anh em. Phôi nó đây, phôi này khỏi bàn. Ngoại hình còn rất là ok nha anh em, rất là đẹp luôn á. Rất là đẹp nha anh em. Phôi ok. Chạy xước thì rất là ít nha anh em. Rất là ít. Đọt nó cứng tầm khoảng 80. Phen là phen Fuji chống sắn luôn nha anh em. Bu Fuji chống sắn luôn. Fuji chống sắn mà còn thêm cái dạ quang nữa. Rất là ngầu nha anh em. Phen ở đây. Cực kỳ ngầu nha. Ngoại hình khá ok nha anh em. Cây này thì bị một lỗ duy nhất nên giá nó sẽ giảm đây. Cây này có phen này đây, nó bị nứt cái này nha anh em. Đó. Nhưng nó còn rất là chắc nha anh em. Rồi em đảm bảo cho anh em đánh bạo lực luôn. Cây nếu đánh mà xúc cái phen cái lòng sứ này ra thì em thay cho cái đổi cho anh em cái lòng sứ khác liền. Nói chung là đảm bảo cho anh em là rất là im nha anh em. Đánh là vô tư. Đó. Bát là bát Fuji đây, nguyên bộ nguyên zin nha. Đó, rất là ok. Cây này thích hợp cho anh em đi đánh bạo lực, đánh lục đầu cần, đánh đi sâu biển. Đó, cây này anh em để cúp xe con đi là ok. Cúp ô tô nha anh em. Đó. Rồi, giá cây số 7, giá cây số 7 là 1.5 triệu nha anh em. Đó, 1.5 triệu bao ship. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây hàng của hàng Neo nha anh em. Neo. Hàng là hàng carbon, dài 3m9, cứng 80. Cây này anh em đánh lục đầu cần nè. Đánh lục đầu cần, đánh biển. Sân hàng rất là ok nha, chất liệu và chất liệu carbon. Cây này thu gọn là 95 cm. Nặng là 450 g, đọt là 2.5 ly, cứng là cứng 80. Bát là bát Fuji nha anh em, bát Fuji. Phen thì nguyên dàn phen Fuji rồi, khỏi bàn. Phen Fuji nha anh em, rất là đẹp á. Chất liệu là chất liệu carbon, ngoại hình còn rất là ok nha anh em. Cây này nội địa nha. Đây, rút lên cho anh em xem luôn. Nói chung thì hai cây này thì nó không bị xước gì đâu. Độ xước cũng rất là ít luôn á. Bán hàng thì chịu khó rút từ lỏng cho anh em xem, kiểm tra. Hàng carbon sắn thế này khỏi bàn nha anh em. Mới lắm. Đọt nó đây, đọt nó sẵn dày hơn chút nữa. Cây này cứng 80 anh em, dài 3m9. Cây này thì vẫn có một phen bị lỗi duy nhất một phen thôi. Phen cái này, đó, phen này nó bị nứt. Do tăng giảm biểu độ bị nứt nhẹ anh em. Đó. Em bán hàng thì phen sao thì em gắn sâu cho anh em vậy thôi, chứ khỏi nói gì nhiều hết. Rồi, cây số 8. Cây số 8 thì giá là 1.2 triệu anh em, giá 1.2 triệu bao ship. Tiếp theo sẽ là hai cây cần phen lá. Cây số 9 là một cây phen lá hàng của rất là đẹp nha anh em, phen lá đánh rất là đẹp nhá. Cây phen lá hàng của Daiwa nha anh em. Hàng Daiwa, phôi là phôi HZ. Cán này cán dẹp nha anh em, cán này em chưa vệ sinh kỹ nữa, trời ơi. Dính mấy cái dãy cá. Phen lá nha anh em, nguyên bộ phen lá. Cây này thì bát thẳng nha anh em, bát thẳng, bát tay qua, bát tay cao nha. Bu là bu chống sắn của phen lá nha anh em. Đó. Phen lá phen Fuji. Cây này thì nặng là 3, dài 2m1. Cây này dài 2m1, nặng là 230 g. Đó. Đọt 2 ly nha anh em, cứng tầm khoảng 30 thôi. Đó, cây này anh em đánh bè nè, đánh ghe, đánh tàu, đánh cá. Đánh cá nâu, cá gì rất là ok anh em. Đây, soi cho anh em xem. Đó. Rất là ok nha anh em.
Ngoại hình thì khá là ok. Cây này đây, phen này thì em đi kéo lại nha anh em. Đó. Thì cần sao thì em nói vậy thôi. Cần rất là đẹp. Phen nó đi rất là ok anh em. Đó, anh em nè. Mấy cây phen lá này đánh rất là cảm giác nha. Đó, test độ cong cho anh em xem luôn. Đó, đánh mấy cây phen lá này là kéo cá là rất cảm giác nha. Con bot của em á. Rất là đẹp nha anh em. Ra. Rồi, giá công khai cây số 9 là giá 1 triệu mốt nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 vẫn là một cây phen lá nha anh em. Cây này dài 2,4 m, cứng 50. Cây này là cây power công, cây của Alpha Taco nha anh em, Alpha Taco. Cây này cứng 50 và 2,4 m. Hàng của Korea, xuất là đi Nhật nha anh em. Đó. Đây, phen là phen lá, phen Fuji nha anh em. Đó, bộ Fuji luôn, nguyên zin. Rất là ok nha anh em. Phôi là phôi carbon nha anh em. Cây này thì rồi. Dài 2,4 m, cứng 50, nặng là 280 g, đọt là 2,7 l nha anh em. Đó. Cây này anh em đánh cha nè, đánh cha đánh chép rất là ok nha, đánh trên ghe trên tàu á, đánh biển cũng rất là ok luôn. Bèn cực kỳ đẹp nha anh em. Cây này thì em vẫn đi keo lại phen này. Đó. Phen này em đi keo lại nha anh em. Đó, nó xúc keo thì em nói em đi keo lại thôi. Đó. Bao lỗi lầm hỏng hóc nha anh em. Bát là bát Fuji nha. Mấy cây phen lá đánh rất là cảm giác nha anh em. Ngoại hình nó khá là ok á. Nó đẹp thì không đẹp lắm, nhưng mà nó xấu thì không tới đâu. Nó còn dạng chung chung á. Rồi, giá công khai cây phen lá cây số 10, giá là 1,2 triệu nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 10 nha mọi người. Cây số 10 đây, cây số 10 là cây hàng của Nagato, hàng nội địa Nhật. Nó nhìn mẫu phen nó cực kỳ ok anh em, rất là dày nha. Độ mới cây này rất là cao nha. Cây này là chất liệu carbon, super carbon, siêu carbon nha anh em. Cây này dài 3 m, cứng 30, hàng Mercedes-Benz nè. Đó. Hàng super carbon, hàng này thì chơi anh em đánh chép này, đánh chép đánh lăng xê. Cảm giác cây này nặng là 240 g, đọt là 2 l. Bát là bát Fuji nha anh em. Bát Fuji Japan. Fan cũng là fan Fuji nha. Rất là ok anh em. Cái này bị gỉ xét, cái này không ảnh hưởng gì đâu. Ngoại hình rất là ok cho anh em. Hàng thì hàng sắn đây. Anh em có thấy sắn tới ngọn nha anh em. Sắn nổi nha. Đó, nhìn ở ngoài rất là dễ biết nha anh em. Đó. Fan này thì ok, fan Fuji. Đây. Tới đây nó cũng sắn nha anh em, sắn tới ngọn luôn. Hàng còn rất là ok anh em. Đó. Cái này cứng 30, dài 3 m, hàng Seben, hàng Nagato, nội địa Nhật. Nó tem luôn. Cái này đánh chép, đánh chơi. Đánh cảm giác câu cha, câu cha câu chim rất là ok anh em. Đây đọc khá dịu nha. Nó test độ cong cho anh em xem luôn. Rồi, cây số 10 giá 800 k nha. Đó, cây số 11 giá 800 k nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 12, cây cuối cùng. Một cây hàng rất là được nhiều anh em ưa chuộng đây. Cây này là cây tay qua hồi đi lóc nha anh em. Cây này thì hàng sắn ít thời gian nha anh em. Sắn ít thời gian. Hàng sản xuất tại Taiwan nha anh em. Đó. Dòng Halilock này toàn là sản xuất tại Taiwan thôi. Sắn là từ đích tới ngọn nha anh em. Fan Fuji, Bat Fuji, Japan.
độ mới cây này còn khá là cao nha anh em, giờ tầm khoảng 95% nha. Cây này độ cứng nó rất là hiếm, rất là được nhiều anh em thích đây. Cây này cứng 80 và 27, độ cứng cây này rất là chuẩn nha anh em. Cứng cây này thì chuyên cho anh em đi câu cha câu chay, đánh lăn xê rất là ok. Đánh lăn xê độ cứng này đối với em là độ cứng rất là chuẩn nha anh em. Cứng 80 fan thì khá ok rồi, khỏi bàn. Độ cứng này đánh cha lại khỏi bàn, đánh cha đánh biển, cứng rất là chuẩn. Cái này nặng là 400g, độc là 3.1 nha anh em. Đó, độ mới nó thì em đã soi kỹ cho anh em xem này. Bát là bát Japan đây. Bát Fuji Japan. Đó, fan là fan xứ xám nha anh em. Rồi, giá cây số 12, giá là 1.6 triệu nha anh em. Đó. Hàng còn rất là mới nha anh em. Đó. Đánh lăn xê sang hàng thì lấy cái này đánh rất là ok. Hàng rất là mới nha anh em. Rồi, đó là tổng cộng 6 cái cần và 6 cái máy em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào có thể chốt để lại số điện thoại, hoặc anh em có thể liên hệ với số điện thoại em để trên clip, em để góc này nha anh em. Ok, rất là đẹp nha anh em. Giá 6 triệu bao ship. Rồi, cảm ơn anh em.